Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay tiếp tục công việc hàng ngày nữa cả nhà ơi. Nhưng công việc cũng đã xong hết rồi. Ở dưới đấy, cả nhà thấy ăn trước nha. Đi qua khỏi rừng bí, đi qua cái suối luôn. Đi qua bên kia là có cái khu đất hoang nha. Rất là hoang luôn. Thì mình về đây làm mấy năm rồi, mình cũng không biết trong khu đất hoang, lâu lâu thì mới vô chứ còn cũng không vô trong khu đất hoang làm gì. Người thấy có bụi tre, bụi gì dưới đó. Bữa nay đi xuống dưới đó kiếm ăn nha cả nhà. Kiếm ăn về... mình chế biến món ăn nha. Măng này không biết nó lớn lắm rồi, cũng không biết là nó người ta trồng bỏ hoang hay là rừng thiên nhiên, không biết. Chắc là măng rừng thiên nhiên rồi. Suối đèo. Đây. Cả nhà coi cái bụi tre này. Nó rậm rạp, giờ mình phải chui vô trong này. Cả nhà thấy. Đây đã ăn trước có một cái. Đó. Để có một cái măng đó ha. Một cái đó hơi nhỏ. Đây có cái lớn quá nè. Đây một cái. Một cái nữa hai cái. Đấy, cái này cái nữa ba cái. Cái này tre này bỏ hoang, bỏ thiên nhiên thôi mới rậm rạp gì nha cái nhà. Biết măng này măng tông hay măng gì thôi. Lớn lắm. Tre thì khổng lồ luôn á. Nhưng mà cũng hơi khó đi nha, rậm rạp. Chà chôm không, giờ để đi. Đi qua bên kia coi có mấy bụi bên kia coi. Rồi mình nhiều nhiều mình lấy luôn một thể. Đây đồ nghề nha, có con dao cho cái bọc. Ôi. Chú quý hiếm cả nhà ơi, chú quý hiếm. Quá trời, một cái đám chuối hột rừng. Quá trời chú hột rừng nha cả nhà. Này là chú hột rừng nha. Quá trời quầy nè. Cái chú hột rừng này để bữa nào mình sẽ làm cái video đi vào trong này lấy chú hột rừng nha cả nhà. Hôm nay mình đi lấy măng thôi. Mình len lỏi vô trong này coi. Ở trước suối cả nhà thấy. Cái suối chảy nè. Mà dừa ở đâu rụng mà trôi ở trước một đống à. Mọc cây nữa cả. Này trưa trưa này dám vô cho chiều tối chịu thua rồi. Này măng tre mà măng trúc măng gì mà không thấy. Quá trời chú hột rừng bụi nào bụi nấy. Không nồ không. Này măng tầm dông. Trước này có một cây. Lớn quá. Trong này tầm dông với tre thì bao la luôn. Dừa không biết ai trồng ở rụng đâu trên bờ suối gì quá trời luôn. Ở trên kia một đống dừa luôn. Làm cái dừa này dục bờ đi. Có cây cổ thụ nha cả nhà. Đi kiếm măng mà ở trong cái cảnh này quá tuyệt vời. Ở gốc cây đẹp. Ôi cao thâm thẳm hết trơn á. Gốc cây quá tuyệt vời luôn. Quá trời chú hột rừng luôn. Này bữa nào về nói anh em chắc phải đi vô đây càng một bữa. Giác chú hột rừng về mà ngâm rượu quá. Bao la chú hột rừng, măng đồ cũng nhiều. Giờ mình đi qua bụi măng lớn bên này coi. Vô cái bụi này thử coi sao. Bụi này nhiều quá cả nhà ơi. Ở trước một cây nè. Đây một cây. Kia hai măng, ba măng, ôi bốn năm măng vậy luôn. Phải chui vô lấy thôi. Ven suối. Cái này có người ta vô người ta khai cưa nè. Mấy cái gốc quá trời măng. Ở đây ít ai đi tới lắm. Có họ lấy hết rồi. Giờ lấy mấy cái này nha cả nhà. Giờ mình lấy cái lớn nè. Luôn.
Ôi chà. À, một cái khổng lồ, nhìn qua đây. Cái này nhỏ. Ôi, ở bên kia kìa. Bên kia. Cái này cái hơi nhỏ quá. Ôi ôi, đây một cái nữa nè. Mình thấy đây nè. Một cái nè. Đây một cái nữa. Lấy hai cái này đi. Hai cây như này. Là phải bước xuống suối rồi. Kèn nó sao chạy. Cái này lấy xong nước giác về, nếu mà lấy hết á mấy chục cái vậy luôn á, giác về á. Chứ còn chắc không nổi đâu, quá là nhiều. Khổng khổng nồ không quay ra mấy cái vậy. Chụp qua kia tiếp. Bên này còn nhóc nữa. Cái này còn hơi nhỏ. Bên này có mấy cái nè. Vô lấy hai cái này nữa. Lấy hết đi. Giác mang về. Yeah, cái này chặt chuột rồi. Cái gì cho anh em ăn. Dễ hầm. Hầm xương. Quá mệt mệt nhà phải còn quá trời măng nè, mà chắc mình lấy vậy thôi. Đây nè, thấy nhiêu đây được rồi. Mình thử bóc ra một cái cho cả nhà xem nhé. Rồi. Cái lớn này cho cả nhà xem nha. Bóc to như thế này. Lột ra rất là nhanh luôn. Lột cho mọi người coi luôn. Nếu mà mình muốn nhẹ thì mình lột bớt ra cho mình đem về. Muốn nhẹ thôi, còn mình giác hết thì hơi nặng. Một cái măng thì thao tác rất là nhanh thôi, không có lâu đâu. Đây cả nhà thấy không? Xong rồi, một cái măng cực kỳ nhanh, đơn giản rồi, quá nhanh. Chúng mình gọt hết cái này chút xíu thôi là xong rồi. Thêm trái nữa cho nó nhẹ bớt nè. Quá ngon, để đây. Bỏ thêm cái này nữa. Giàm chặt bỏ đi. Cái măng gọt. Bóc cái măng ra chưa 1-2 phút là xong. Hay gọt là bóc ra kiểu này thôi, không biết thì mọi người sẽ bóc kiểu sao mình không biết. Mình thấy cái kiểu này là nó đơn giản, dễ bóc, mình bóc thôi. Gọt cái đầu nó bỏ đi. Rồi. Tuyệt vời.
Cái này mà về mà hầm hết vô đây, mấy cái này mà không hầm cái nồi chà bá. Đã không? Theo nồi chà bá. Đưa lên trên kia bóc. Không mà đem về sợ bóc ra rồi ăn không hết rồi. Rồi để lâu. Còn mấy cái nữa, chắc lấy thêm 2-3 cái nữa. Lấy thêm cái bên này nữa. Lấy thêm cái này nữa luôn. Rất là đơn giản luôn, nhanh. Cắt cái là lấy xong. Mới lấy thêm cái nữa, bỏ bọc luôn. Lọc rồi với mấy cái nè. Chắc lấy như đây thôi mọi người ơi. Cũng ăn rồi. Chắc kết thúc video đây nha cái nè. Mệt á. Như đây về chắc chia cho anh em ăn nữa chứ nhiều quá. Thôi đi đây, kết thúc video nha.